Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài file sáp từ thẻ nhớ cho Windows Phone. Đầu tiên các bạn tải file sáp về. Ở đây mình có một file sáp là của game Advance 8. Các bạn có thể tải các file sáp theo đường link hiện trên màn hình hoặc ở dưới video. Chẳng hạn tải một ứng dụng bất kỳ như game My Talking Tom, kéo xuống chuột phải và dòng tải xuống và cài đặt thủ công và chọn download Quick IDM và tải file sáp đó bình thường. Sau khi tải xong, các bạn copy file sáp của các bạn vào mục thẻ nhớ của điện thoại. Copy vào đâu cũng được, miễn là vào thẻ nhớ. Còn đối với các dòng Lumia không hỗ trợ thẻ nhớ như 920, 925 thì các bạn phải lên hệ điều hành Windows Phone 8.1 và copy file sáp vào mục điện thoại thì điện thoại mới có thể nhận được các file sáp đó. Còn nếu mà bạn nào đang dùng phiên bản 8.0 thì không thể. Sau khi copy file sáp xong, các bạn khởi động lại điện thoại bằng cách giữ nút nguồn và phím giảm lượng trong 10 giây. Và lúc đó đợi tầm 10 giây điện thoại sẽ tắt đi và thả tay ra. Sau khi đã khởi động hoàn thiện, các bạn bật wifi lên. Sau đó vào cài đặt EMI cộng tài khoản, nhấn giữ vào tài khoản Microsoft và chọn đồng bộ. Đợi vài phút để đồng bộ xong. Trở lại với màn hình Start. Các bạn vào cửa hàng. Tùy chọn ứng dụng bản địa. Và chọn các file sáp các bạn cần tải đánh dấu vào đó và chọn cài đặt. Đối với Windows Phone 8.0, các bạn vào cửa hàng thẻ SD và cũng làm tương tự với các bước còn lại. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.